Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với đêm chung kết chương trình Siêu mẫu Việt Nam 2013. Thưa quý vị và các bạn, qua 10 lần tổ chức, Siêu mẫu Việt Nam đã trở thành một thương hiệu đẳng cấp và là cái nôi của những ngôi sao người mẫu thời trang hàng đầu Việt Nam. Và bây giờ, anh Quân xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những ý kiến đánh giá của các chuyên gia về chương trình Siêu mẫu Việt Nam năm nay, cũng như về quá trình tập luyện của các bạn thí sinh để chuẩn bị cho đêm chung kết này. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình. Tôi nghĩ rằng là thật ra sự chênh lệch của các bạn rất là ít, cho nên rằng là phải công bằng mà nói là giám khảo rất là khó đánh giá. Thí sinh về mặt hình thức thì cái vẻ trong sáng ngây thơ rất là mạnh mẽ, nổi trội hơn những năm khác. Con đường trở thành quán quân còn rất là dài, nhưng mà tôi tin rằng là với những cái phẩm chất có sẵn như thế này thì các bạn rất là thuận lợi. Cuộc thi siêu mẫu Việt Nam là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, và trải qua nhiều năm hoạt động như vậy chứng tỏ một điều, đây là một cuộc thi uy tín đã mang lại những cái tiền đề để cho các người mẫu phát triển. Trước khi tham gia cuộc thi siêu mẫu thì họ còn rất là non nớt, nhưng mà khi mà tham gia cuộc thi siêu mẫu xong thì họ đã tiến bộ rất nhiều, thể hiện được tài năng cũng giống như là thể hiện được bản lĩnh của họ ở trên sân khấu. Những khó khăn khi làm việc với các bạn thí sinh đó là giúp các bạn hiểu được đây là cuộc thi chứ không phải buổi trình diễn thông thường. Vì vậy tôi cố gắng hết sức giúp các bạn luyện tập catwalk, ngôn ngữ hình thể, biểu đạt khuôn mặt và cách thức làm chủ đôi chân. Để trở thành người chiến thắng đêm nay, lời khuyên tôi dành cho các bạn là hãy chọn cho mình một cá tính riêng khi trình diễn. Tôi chúc các bạn sẽ tỏa sáng. Thí sinh của Hoàng Yến thì ai cũng thông minh hết, ai cũng giỏi và ai cũng đẹp, và các bạn cũng hiểu rất là nhanh những gì mà Yến muốn đang nói và nắm bắt rất là tốt. Để trở thành quán quân siêu mẫu năm 2013 thì thế thì không chỉ riêng một siêu mẫu mà ngay cả một người mẫu còn phải có những tố chất như là sự yêu nghề, lòng đam mê và cái lựa đối với nghề của mình. Đó chính là những yếu tố căn bản đầu tiên để mà biến nó thành nghệ thuật. Cuộc thi siêu mẫu thì tìm ra được nhân tố mới, và từ những siêu mẫu thì các bạn phát triển thành ca sĩ, thành diễn viên điện ảnh, thành MC rất là nổi tiếng. Để đạt được điều đó, bên cạnh ngoại hình thì còn có khả năng diễn xuất. Minh Béo rất là vui khi được hỗ trợ với tất cả các bạn. Và đêm nay thì Minh Béo xin chúc cho tất cả các bạn thành công và tỏa sáng trong đêm nay nhé. Tôi là Lan rất là vui khi năm nay mình là người sẽ trực tiếp đến để tạo mẫu tóc cho tất cả các thí sinh. Muốn trở thành một siêu mẫu chuyên nghiệp, tất cả các bạn phải trang bị cho mình một cái tự tin về sắc đẹp của mình, tự tin về hình thể của mình, đó là cái điều hết sức là quan trọng. Một lần nữa công ty được trở lại với chương trình siêu mẫu với vai trò giám khảo, và lần này đặc biệt công ty sẽ cùng đồng hành với các bạn thí sinh trong hai màn thời trang. Và ý tưởng của hai bộ sưu tập này thì cũng rất là đơn giản, vì những hình ảnh, những nét đẹp của các cô người mẫu và qua đó công ty thể hiện trên các trang phục. Hơn 10 năm qua, siêu mẫu Việt Nam đã trở thành một thương hiệu riêng dành cho giới người mẫu, dành cho những người hâm mộ thời trang. Từ đây có những vốn liếng, có những nhân vật có thể được cử đi thi ở nước ngoài, mang về vinh quang cho Việt Nam, nhất là trong làng người mẫu Việt Nam.